Hello. Hello, Lâm Phương chào cả nhà. Hôm nay Lâm Phương giới thiệu cùng vô tình đi xuống công việc ở đường Bắc Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh để xuống quán cà phê trà tử của một anh bạn nghệ sĩ cũ quen hay học nhóm trước gặp ở đây. Lâm Phương xuống công việc để giao lưu. Tình cờ ghé qua một quán ăn là tình cờ thôi. Lâm Phương là tính ăn các món khác mà vô tình ăn thấy món này lâu lắm mình chưa ăn, gặp lại thì đây là bún măng vịt, bún măng vịt nằm trên đường. Lâm Phương ghé vào ăn để mà đổi món luôn, như tình cờ luôn, thuận tiện. Thì điều bất ngờ Lâm Phương không thể ngờ được, rất là cái giá rất là bình dân, chỉ 25.000 thôi. Chỉ 25.000 nhưng mà còn các bạn còn coi hết miếng thịt được cắt hai miếng rồi, mà tôi ăn hai miếng rồi, nhít rau chỉ rau rất nhiều. Lâm Phương rất thích ăn rau. Cái chấm rất là ngon. Và điều đặc biệt nữa là lại có khuyến mãi một ly trà đá nữa cả nhà. Đấy là rất uống trà đá rất tốt. Ngay quán đặt quá bà Thủy F2 đường Quách Điêu. Đây là phương mời cả nhà cùng ăn nha, ngon lắm. Chấm chấm sao chấm ngon, mời cả nhà cùng ăn đi. Chấm gì chấm chấm là ngon. Không ngờ ngon lắm, cái vị cũng ngon. Rau nhất ớt chén nó niềm quá dở. Chấm ớt dùng rất là ngon. Lâu lắm ăn cũng ăn này. Lâm Phương chào cả nhà ăn sáng ngon miệng nha. Chúc cả nhà luôn vui khỏe.